Mở đầu bản tin trong nước và quốc tế hôm nay ngày 31 tháng 1 của Đài Phát thanh và Truyền hình Bắc Cạn là một số tin trong nước đáng chú ý. Lập ban chỉ đạo quốc gia phòng chống nCoV. Việt Nam sẽ nhập hơn 100.000 tấn thịt lợn. Ngư dân Ninh Thuận trúng mùa khai thác tôm hùm giống. Thưa quý vị khán giả, trong ngày hôm qua 30 tháng 1, Thủ tướng Chính phủ đã ra quyết định thành lập Ban Chỉ đạo Quốc gia phòng chống dịch bệnh viêm đường hô hấp do chủng mới của virus corona gây ra. Phó Thủ tướng Chính phủ Vũ Đức Đam làm trưởng Ban Chỉ đạo. Ban Chỉ đạo có nhiệm vụ giúp Thủ tướng Chính phủ chỉ đạo, điều hành, phối hợp giữa các bộ, cơ quan ngang bộ, các cơ quan có liên quan trong việc phòng chống dịch bệnh trên toàn quốc. Bên cạnh đó, chỉ đạo việc phối hợp giữa các cơ quan thuộc Chính phủ với các cơ quan Đảng, Mặt trận Tổ quốc và Ủy ban Nhân dân các tỉnh, thành phố nhằm huy động nguồn lực tham gia và hỗ trợ thực hiện phòng chống dịch bệnh. Ban chỉ đạo có trách nhiệm tổ chức thực hiện, đôn đốc các bộ ngành, địa phương và các cơ quan liên quan thực hiện các chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ, hàng ngày báo cáo Thủ tướng Chính phủ, các cấp có thẩm quyền về tình hình dịch bệnh. Liên quan đến công tác phòng chống dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do virus corona, Sở Y tế thành phố Đà Nẵng đã có công văn đề nghị các cơ sở buôn bán thuốc lẻ trên địa bàn thành phố không được lợi dụng cơ hội để đầu cơ tăng giá thuốc, vật tư y tế. Theo đó, các cơ sở kinh doanh thuốc trên địa bàn chủ động xây dựng và triển khai kế hoạch dự trữ đủ thuốc, vật tư y tế, đặc biệt là khẩu trang y tế và nước rửa tay có chứa cồn để đảm bảo sẵn sàng cung ứng đủ thuốc, vật tư y tế phục vụ công tác phòng chống dịch bệnh cho nhân dân. Tuyệt đối không được lợi dụng thời điểm dịch bệnh đang diễn ra để đầu cơ tăng giá thuốc, không được hạn chế khách hàng kể cả khách nước ngoài đang có nhu cầu mua thuốc, vật tư y tế để phòng dịch. Thanh tra Sở Y tế chủ trì phối hợp với các đơn vị liên quan tăng cường thanh tra, kiểm tra xử lý kiên quyết các trường hợp vi phạm các quy chế chuyên môn về dược trên địa bàn, đặc biệt chú trọng công tác đảm bảo giá thuốc, phát hiện thuốc giả, thuốc kém chất lượng. Ghi nhận tại các nhà thuốc ở Đà Nẵng trong sáng ngày 31 tháng 1, khẩu trang y tế đã cháy hàng do nhu cầu sử dụng tăng đột biến. Hiện các nhà thuốc chỉ còn loại khẩu trang kháng khuẩn 3 lớp và 4 lớp, riêng loại khẩu trang chuyên dụng đã hết hàng. Trước tình hình thiếu hụt nguồn cung trong nước, để góp phần bình ổn, Cục xuất nhập khẩu đã có văn bản chỉ đạo hệ thống thương vụ Việt Nam tại các quốc gia, vùng lãnh thổ chủ động tổ chức làm việc, trao đổi với hiệp hội cũng như các doanh nghiệp xuất khẩu thịt lợn và các sản phẩm từ thịt lợn có uy tín ở nước sở tại để cung cấp thông tin và kết nối với các doanh nghiệp nhập khẩu của Việt Nam. Hiện đã có khoảng trên 50 doanh nghiệp nước ngoài có nhu cầu mở rộng thêm đối tác nhập khẩu thịt lợn từ phía Việt Nam, ngoài các đối tác đã có quan hệ kinh doanh từ trước. Trong quý 1 năm 2020, Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn và Bộ Công Thương đã phối hợp với doanh nghiệp nhập khẩu khoảng 100.000 tấn thịt lợn nhằm đảm bảo nguồn cung, bình ổn giá thịt lợn tại thị trường trong nước đang ở mức rất cao. Di sản dọc đất nước ta được xem là nguồn lực quan trọng để phát triển du lịch. Nhiều sản phẩm du lịch di sản văn hóa đã thu hút hàng triệu khách tham quan mỗi năm. Và năm 2019, tại Giải thưởng Du lịch Thế giới, Việt Nam lần đầu tiên nhận hai giải thưởng, trong đó có giải Điểm đến Di sản hàng đầu thế giới. Từ những giá trị hấp dẫn từ di sản văn hóa và thiên nhiên, Việt Nam đã đón trên 18 triệu lượt khách quốc tế vào năm 2019, dự kiến đón trên 20 triệu lượt khách quốc tế vào năm 2020. Đến Việt Nam lần đầu tiên, hai du khách người Anh này cảm thấy thực sự thích thú với những địa điểm mà họ được trải nghiệm qua hành trình từ thành phố Hồ Chí Minh, rồi Hội An, Vịnh Hạ Long, Tràng An Bái Đính và kết thúc tại Hà Nội. Điều để lại nhiều ấn tượng với họ chính là những di sản văn hóa mà họ được tham quan, tìm hiểu. Đây thực sự là một nơi tuyệt vời. Tại Văn Miếu Quốc Tử Giám đã có bao nhiêu thế hệ con rồng cháu tiên trưởng thành từ đây. Chúng tôi đã có thời gian rất tuyệt ở Việt Nam. Cảnh đẹp, người dân mến khách, những món ăn ngon, mọi thứ đều tuyệt cả. Ngắm cảnh Vịnh Hạ Long là một trong những trải nghiệm ấn tượng dành cho khách du lịch mỗi khi đến Việt Nam. Từ năm 2019, các du khách khi đến với di sản này có thêm một sự lựa chọn khác để tận hưởng trọn vẹn vẻ đẹp của kỳ quan thế giới này. Đó là ngắm toàn bộ cảnh đẹp của Vịnh Hạ Long từ trên cao. Tôi cảm nhận là rất là tuyệt vời. Lần đầu tiên mà trực tiếp mình tận mắt mình được nhìn thấy toàn bộ cái cảnh đẹp của quê hương mình là từ ở trên máy bay và cái không gian nó rất rộng mở. Càng khẳng định một lần nữa là cũng không quá khi mà thế giới đã tôn vinh Vịnh Hạ Long là một trong những cái vịnh đẹp nhất trên thế giới hiện nay. Trong năm vừa qua thì có thể nói là cùng với là cái việc thực hiện tốt nhiệm vụ bảo tồn, giữ gìn và phát huy những cái di sản văn hóa, những cái di tích văn hóa đối với lại đất nước thì chúng ta đã từng bước bổ sung những cái hệ thống dịch vụ, rồi hệ thống giao thông hạ tầng
rồi là các điều kiện kinh doanh để đưa những cái di sản, những cái di tích Việt Nam từ là một cái tài nguyên du lịch trở thành một điểm đến du lịch hoàn thiện. Với sự đầu tư theo quy hoạch khá bài bản, đồng bộ, khâu tổ chức tốt, các điểm du lịch gắn với di sản trên cả nước hàng năm vẫn thu hút hàng triệu lượt khách trong nước và quốc tế. Thời điểm sau Tết Nguyên đán Canh Tí 2020 đến nay, nhiều ngư dân tại Ninh Thuận liên tục trúng đậm tôm hùm giống. Lộc biển đầu năm đã tạo thêm niềm tin cho bà con ngư dân về một vụ mùa đánh bắt bội thu. Những ngày này tại làng biển Phú Thọ, phường Đông Hải, thành phố Phan Rang Tháp Chàm luôn tất bật cảnh thuyền thúng thả lưới rũ khai thác tôm hùm giống. Chỉ khoảng từ 3 đến 4 giờ thả lưới rũ, mỗi ngư dân có thể bắt được từ 5 đến 10 con tôm. Có thời điểm trúng đậm bắt được từ 70 đến 80 con tôm hùm giống. Tôm hùm giống được mua lại giá cao, khiến cho làng biển những ngày đầu năm thêm vui và rộn ràng. Thì đó giờ mình đang thả lưới vậy, cứ là hừng đông sáng là mình ra mình vũ à. Ra mình vũ là chứ không có bắt đâu. Nó làm vũ là tự nó từ từ có nó rớt ra lượm mà. Rồi mình bỏ vô thổ mình đi về thôi chứ không có gì hết. Rồi hôm Tết bây giờ thì bà con cũng kiếm một bữa chai 75 mà. Thế tôi thấy chạp á, là vũ một bữa làm 70-80. Làm mấy, kiếm bữa tự mấy, vài triệu. Sau khi khai thác, tôm hùm giống được giao bán ngay tại biển. Tùy theo kích cỡ, tôm hùm sao có giá dao động từ 140.000 đến 250.000 đồng một con, tôm hùm xanh có giá từ 35 đến 37.000 đồng một con. Trung bình mỗi buổi sáng khai thác, ngư dân có thể kiếm được từ 500 đến 800.000 đồng. Cá biệt có ngư dân thu trên 3 triệu đồng sau vài tiếng bắt tôm hùm giống. Nghề đánh bắt tôm hùm giống tuy mang lại nguồn thu nhập cao nhưng chỉ duy trì được khoảng thời gian rất ngắn, thường bắt đầu từ tháng chạp đến cuối tháng giêng âm lịch là hết nên bà con tranh thủ khai thác. Chuyển sang phần tin quốc tế với những tin đáng chú ý. Hội đồng châu Âu ký thỏa thuận Anh rời EU. 6 lần WHO ban bố tình trạng khẩn cấp toàn cầu. Thượng viện Mỹ bắt đầu ngày chất vấn thứ 2 luận tội Tổng thống. Hôm qua, Hội đồng châu Âu gồm 27 quốc gia thành viên đã ký vào bản thỏa thuận Anh rời EU, còn được gọi là tiến trình Brexit. Đây là bước phê chuẩn bằng văn bản chính thức cuối cùng trong các thủ tục để Anh rời khỏi mái nhà chung châu Âu theo kế hoạch. Tuyên bố của Hội đồng châu Âu khẳng định, thỏa thuận Brexit sẽ có hiệu lực vào lúc 23 giờ GMT ngày 31 tháng 1, tức 6 giờ sáng mùng 1 tháng 2 theo giờ Việt Nam, thời điểm nước Anh chính thức rời khỏi EU. Tuyên bố nhấn mạnh kể từ thời điểm trên, Vương quốc Liên hiệp Anh sẽ không còn là một quốc gia thành viên EU. Sau ngày 31 tháng 1, Brexit sẽ mở một giai đoạn chuyển tiếp tới ngày 31 tháng 12 để Anh và EU đàm phán về mối quan hệ giữa hai bên trong tương lai. Trong giai đoạn này, Anh sẽ tiếp tục áp dụng luật pháp của EU, song sẽ không còn được đóng góp đại diện trong các tổ chức của EU. Rạng sáng ngày 31 tháng 1 theo giờ Việt Nam, Tổ chức Y tế Thế giới WHO đã quyết định ban bố tình trạng khẩn cấp toàn cầu về sự bùng phát của chủng mới của virus corona 2019 nCoV. Đây là lần thứ 6 WHO ban bố tình trạng này. Lần đầu tiên được ban bố vào tháng 4 năm 2009 khi dịch cúm lợn H1N1. Lần thứ 2 vào tháng 5 năm 2014 do bệnh bại liệt trẻ em. Lần thứ 3 vào năm 2014 trong dịch virus Ebola ở Tây Phi. Lần thứ 4 là năm 2016 với dịch bệnh do virus Zika ở châu Mỹ. Lần thứ 5 vào năm 2019 cũng trong dịch virus Ebola ở Cộng hòa Dân chủ Congo. Lần thứ 6 vào hôm nay, 31 tháng 1 năm 2020, về sự bùng phát của chủng virus corona 2019 nCoV. Tình trạng khẩn cấp toàn cầu là công cụ ràng buộc về mặt pháp lý quốc tế liên quan đến phòng chống dịch bệnh, giám sát, kiểm soát và phản ứng. WHO chỉ sử dụng thuật ngữ tình trạng khẩn cấp quốc tế về y tế cộng đồng trong các trường hợp dịch bệnh hiếm gặp cần phản ứng toàn cầu mạnh mẽ. Hôm qua, các thượng nghị sĩ Mỹ tiếp tục chất vấn bên truy tố lẫn đội ngũ bào chữa trong phiên xét xử luận tội Tổng thống Mỹ Donald Trump. Đây là ngày thứ hai trong hai ngày các thượng nghị sĩ của cả hai đảng dành để đưa ra các câu hỏi trực tiếp đối với các công tố viên của Đảng Dân Chủ tại Hạ viện cũng như đội ngũ luật sư bào chữa của Tổng thống Trump. Theo quy định, phần đặt câu hỏi sẽ diễn ra luân phiên giữa các thượng nghị sĩ Đảng Cộng Hòa và Dân Chủ trong vòng 8 giờ mỗi ngày. Các câu hỏi sẽ được nộp bằng văn bản và được tranh án tòa án tối cao
và là chủ tọa phiên tòa John Roberts đọc. Đây là bước tiếp theo sau 3 ngày tranh luận mở của mỗi bên trong phiên xét xử về cáo buộc Tổng thống Trump lạm chức và cản trở cuộc điều tra của Quốc hội. Dự kiến, Thượng viện Mỹ sẽ có cuộc thảo luận vào sáng nay theo giờ địa phương, trước khi tiến hành bỏ phiếu về việc có triệu tập thêm nhân chứng như cựu cố vấn an ninh quốc gia John Bolton và quyền tránh văn phòng Nhà Trắng Mick Mulvaney nữa hay không. Hiện phe Cộng hòa tại Thượng viện đang phải chịu sức ép ngày càng tăng trong việc kêu gọi có thêm lời khai của nhân chứng, đặc biệt là cựu cố vấn Bolton. Palestine đã thông báo với Israel rằng nước này không còn tuân thủ các thỏa thuận đã ký kết bắt nguồn từ các hiệp định Oslo. Giới chức Palestine ngày hôm qua đã xác nhận thông tin này trong bối cảnh Palestine đang phản đối mạnh mẽ kế hoạch hòa bình Trung Đông mà Mỹ mới công bố. Theo Bộ các vấn đề dân sự Palestine, chính quyền Palestine đã hủy bỏ các thỏa thuận với phía Israel được ký từ thỏa thuận Oslo và phía Israel cũng đã được thông báo rằng chính quyền Palestine không còn tuân thủ các thỏa thuận song phương. Bộ trên cũng cho biết Tổng thống Palestine Mahmoud Abbas sẽ có bài phát biểu lịch sử trước cuộc họp của Liên đoàn Ả Rập tại Cairo vào ngày 2 tháng 2. Palestine hy vọng các quốc gia Ả Rập và Hồi giáo sẽ hành động như một lực lượng ủng hộ cho quan điểm của Palestine. Tuyên bố này được xem là một phần trong phản ứng của Palestine sau khi Tổng thống Mỹ Donald Trump công bố kế hoạch hòa bình Trung Đông vốn bị Palestine kịch liệt phản đối. Tổng thống Abbas ngày 29 tháng 1 cũng đã gửi thư tới Thủ tướng Israel cảnh báo hệ quả của kế hoạch của Mỹ. Trước những diễn biến nghiêm trọng của dịch viêm phổi do virus corona mới, chính phủ Trung Quốc đã quyết định điều các máy bay thương mại để đưa công dân của thành phố tâm dịch Vũ Hán hiện đang ở nước ngoài về nước trong thời gian sớm nhất có thể. Bộ Ngoại giao Trung Quốc sáng nay đã xác nhận thông tin này. Bộ Ngoại giao Trung Quốc cho rằng việc đưa công dân về nước dựa trên quan điểm rằng người dân tỉnh Hồ Bắc, đặc biệt là ở thành phố Vũ Hán, đang đối mặt với những thực tiễn khó khăn ở nước ngoài. Trong khi đó, sau khi Đức và Mỹ xác nhận những trường hợp nhiễm virus corona từ người sang người, khu hành chính đặc biệt Hồng Kông cùng ngày đã thông báo trường hợp đầu tiên virus corona mới truyền từ người sang người. Nữ bệnh nhân 37 tuổi hiện đang được điều trị cách ly là con gái của cặp vợ chồng đến từ ổ dịch Vũ Hán, trước đó được xác định dương tính với virus corona chủng mới. Cũng trong sáng nay, chính phủ Mỹ đã ra khuyến cáo yêu cầu các công dân không du lịch đến Trung Quốc, nâng mức cảnh báo du lịch của nước này lên mức cao nhất, mức thứ tư. Bộ Ngoại giao Mỹ cũng đưa ra chỉ dẫn công dân hiện đang có mặt tại Trung Quốc, cho rằng những người này cần cân nhắc việc rời đi thông qua các phương tiện thương mại, đồng thời yêu cầu toàn bộ các nhân viên chính phủ Mỹ cùng gia đình phải rời khỏi thành phố Vũ Hán. Giới chức thủ đô Canberra của Australia sáng nay đã ban bố tình trạng khẩn cấp trong bối cảnh tình trạng cháy rừng trong khu vực dự báo sẽ trở nên tồi tệ hơn trong 2 ngày tới. Đây là lần đầu tiên chính quyền Canberra ban bố tình trạng khẩn cấp trong 17 năm qua. Lệnh tình trạng khẩn cấp có hiệu lực ngay lập tức và sẽ duy trì cho tới khi nào tình trạng khu vực này vẫn được đánh giá là nguy hiểm. Lệnh này được đưa ra khi đám cháy rừng ở thung lũng Ororo đang lan rộng ngoài tầm kiểm soát xung quanh khu vực núi Tennant trong công viên quốc gia Namaji. Đám cháy bắt đầu vào ngày 27 tháng 1, đến nay đã thiêu rụi hơn 18.000 hecta trong công viên quốc gia Namaji, chưa có báo cáo thiệt hại về nhà cửa và tài sản. Quyết định ban bố tình trạng khẩn cấp được đưa ra nhằm giúp người dân hiểu đúng và rõ ràng về nguy cơ rủi ro và có thời gian lên kế hoạch đối phó. Lần gần đây nhất, tình trạng khẩn cấp được áp đặt tại Canberra là trong vụ cháy rừng năm 2003, khiến 4 người thiệt mạng và phá hủy hàng trăm ngôi nhà. Đến đây thì thời lượng bản tin trong nước và quốc tế tối thứ 6 ngày 31 tháng 1 của Đài Phát Thanh và Truyền hình Bắc Cạn đã hết. Cảm ơn quý vị khán giả đã dành thời gian quan tâm theo dõi. Xin kính chào và hẹn gặp lại!